Trước tiên thầy xin kính chào các tổ chức thiết chính và bạn và chúc đồng bào các tổ chức thiết chính và bạn và đặc biệt nhạc sĩ Nguyễn Quý Thắng và gia đình sức khỏe về nhà. Suy nghĩ tới những điều lớn lao dựa trên căn bản tình thương
Và cái tình thương đó được gửi tới mọi người qua tiếng hát với những lời kêu gọi: hãy đến với chúng tôi, hãy nối vòng tình thương với chúng tôi, cùng ca hát với chúng tôi, để chúng ta cùng thấy một Việt Nam thật tươi đẹp. Xin giới thiệu nhạc phẩm kế tiếp cũng trong luồng tư tưởng đó: hãy đến với chúng tôi qua giọng ca của anh Lưu Phát Tấn.